Video Ukraine tiêu diệt đại đội xe tăng, không quân Nga hứng chịu tổn thất nặng nề. Xe tăng đắt tiền của NATO thành mục tiêu tấn công của UAV giá rẻ Nga. Video xe tăng Nga trang bị mô đun Berezov tiêu diệt xuồng cảm tử Ukraine. Brics ngày càng mở rộng, G7 đối mặt với nguy cơ giảm sức ảnh hưởng. chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Lữ đoàn Jager số 68, đơn vị cử cựu của Ukraine trong xung đột với Nga, vừa chia sẻ một đoạn video cho thấy cảnh nguyên một đại đội xe tăng Nga bị tiêu diệt ở chiến trường miền đông Ukraine. Theo đó, lữ đoàn Jager 68 của Ukraine đã chia sẻ một đoạn video cho thấy cuộc tấn công của họ và lực lượng Nga ở khu vực Pokrovsk, tỉnh Donetsk. Ông Naja Volosin, người phát ngôn của nhóm lực lượng Kotisia tuyên bố với hãng thông tấn nhà nước Ukraineform rằng đoạn video này là xác thực. Ông Volosin nói, tại trục Pokrovsk, lực lượng phòng vệ của chúng tôi đã tiêu diệt 8 xe tăng Nga và khiến hai chiếc nữa không hoạt động được, tổng cộng là 10 chiếc bị phá hủy. Số xe tăng này bằng một đại đội xe tăng. Và cho biết thêm rằng, cũng tại khu vực này, quân đội Ukraine đã phá hủy thêm 8 xe chiến đấu bọc thép hai hệ thống pháo binh và bốn phương tiện cơ giới khác của Nga, đồng thời làm hư hại một chiếc khác. Ông Volosin nói, các binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ Ukraine của chúng tôi đã làm rất tốt trong diễn biến có liên quan. Tạp chí National Interest mới đây đưa tin, Ukraine mới đây tuyên bố đã bắn rơi hoặc làm hư hại tổng cộng 359 máy bay chiến đấu, tấn công, máy bay ném bom và máy bay vận tải của Nga, cũng như 326 trực thăng của nước này. Ngoài ra, Ukraine đã nhắm mục tiêu hiệu quả vào các hệ thống máy bay không người lái bắn hạ khoảng 11.000 UAV của Nga. Kể từ khi xung đột bắt đầu, các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ukraine gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Việc Nga không thể thống trị không phận Ukraine đã dẫn đến tỷ lệ tiêu hao cao và thương vong đáng kể hàng ngày cho quân Nga. Giao tranh ác liệt trên tiền tuyến ở Ukraine vẫn tiếp diễn. Mùa hè đã mở ra một thời kỳ tấn công mới được dự đoán là cực kỳ khốc liệt. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga vốn đã chịu tổn thất nghiêm trọng, được cho là có nguy cơ bầm dập hơn do Ukraine giờ đây sở hữu nhiều loại vũ khí tầm xa tối tân của phương Tây. Cơ quan tình báo quân đội Anh đánh giá trong báo cáo mới nhất về cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine, Nga đã mất hơn 200 máy bay kể từ tháng 3 năm 2022, bao gồm một số máy bay tiêm kích, ném bom, hộ tống tầm trung tiên tiến nhất của họ. Cơ quan này xác nhận thêm rằng, Ukraine đã bắn hạ hơn 3 phần tư số máy bay không người lái của Nga kể từ tháng 9 năm 2022. Thống kê của Ukraine về tổn thất của không quân Nga cao hơn tình báo Anh, nhưng các bên tham chiến trực tiếp được cho là có xu hướng thổi phồng thiệt hại của đối phương. Theo Asia Times, các nước NATO vẫn đang tiếp tục đầu tư số tiền lớn vào việc chế tạo và nâng cấp xe tăng. Tuy nhiên, các nước trong khối này chỉ tập trung cải tiến khả năng bảo vệ xe tăng trước các loại bom nổ, súng phóng lựu, tên lửa chống tăng hay thiết bị nổ tự chế. Cuộc giao tranh Nagorno-Karabakh và xung đột sau đó ở Ukraine cho thấy quan niệm này đã lỗi thời. Các cuộc xung đột cho thấy bộ binh ngày nay có đủ hỏa lực để loại bỏ xe tăng. Ngay cả những loại vũ khí rẻ tiền dùng một lần cũng có thể làm tê liệt một chiếc xe tăng, chứ chưa kể đến một chiếc máy bay không người lái UAV tấn công. Chẳng hạn như UAV Granium hay giá rẻ của Nga đủ sức phá hủy xe tăng Abrams trị giá 10 triệu đô la Mỹ và xe tăng Leopard 2 trị giá 6 triệu đô la Mỹ. Những viên đạn xuyên giáp do máy bay không người lái này mang theo có thể không đủ để xuyên thủng lớp giáp dày phía trước của xe tăng, nhưng nó được dùng để chuyên tấn công các điểm yếu của xe tăng như mặt trên và hai bên. Tờ Asia Times cũng cho biết, Nga đã học được cách dễ dàng vô hiệu hóa xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams do Mỹ sản xuất bằng cách sử dụng UAV Lancet. Xe tăng Abrams cũng có thể bị phá hủy bởi mìn và dễ bị tấn công bởi tên lửa chống tăng như Cornet của Nga. Theo thống kê từ trang web tình báo nguồn mở Oryx, sau 3 năm kể từ khi bắt đầu xung đột nga ukraina bắt đầu, quân đội Ukraine đã mất gần 3.000 phương tiện bọc thép hạng nặng, bao gồm xe tăng, xe chở quân, xe chiến đấu bộ binh và xe chống mìn, xe chống phục kích, xe có khả năng chống chịu, chúng bị phá hủy, vứt lại hoặc bị thu giữ. Tờ New York Times đưa tin quân đội Nga đã phá hủy và thu giữ ít nhất 5 xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất trên chiến trường Ukraine. Xung đột ở Ukraine đã bộc lộ nhiều vấn đề với xe tăng hạng nặng hiện nay. Trọng lượng nặng và công kênh khiến việc đi qua những cây cầu hẹp và đường phố tắc nghẽn trở nên khó khăn, đồng thời dễ trở thành miếng mồi ngon của UAV tấn công. Eurasia Times nhận định xe tăng trong tương lai chắc chắn sẽ khác hoàn toàn. Xe tăng trong tương lai có thể được trang bị máy bay không người lái để tăng cường khả năng trinh sát, cho phép tổ lái xe tăng nhìn thấy điểm mù hoặc tránh chướng ngại vật. Nga hiện đang phát triển xe tăng T-95 thế hệ thứ tư và xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata. Trong quá trình phát triển, kinh nghiệm chiến đấu thực tế trong các hoạt động quân sự đặc biệt sẽ được tham khảo. Mỹ đang phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams X và xe chiến đấu M-10 Booker. Vương quốc Anh có kế hoạch thay thế xe tăng Challenger 2 bằng xe tăng Challenger 3 hiện đại hơn. Đức cũng đang nỗ lực phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 3. NATO tin rằng những chiếc xe tăng mới này không còn dễ bị tổn thương vì chúng sẽ được trang bị hệ thống đối phó điện tử và kỹ thuật số để đối phó với các mối đe dọa từ máy bay không người lái. Ngoài ra, những chiếc xe tăng này dự kiến sẽ được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động tiên tiến, sử dụng radar để tự động phát hiện tên lửa đang đến gần. Tên lửa dẫn đường chống tăng ATGM Connect phóng từ xe chiến đấu bộ binh BMP-2M được trang bị mô đun đa năng BRZOC B05IA-01 bắt đầu được sử dụng để chống lại xuồng cảm tử USV điều khiển từ xa của Ukraine. Mô đun trang bị cho xe chiến đấu bộ binh BMP-2M đã cho thấy hiệu quả cao khi chống lại xuồng cảm tử Ukraine. Đánh giá dựa trên đoạn video được đăng tải sau khi bị ATGM tấn công, chiếc USV trở đầy chất nổ của Ukraine đã bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Về nguyên tắc, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Cần nhấn mạnh vỏ giáp nhiều lớp của xe tăng M1A1SA UKR Abrams nặng 60 tấn được Mỹ viện trợ cho Ukraine, cũng như Leopard 2A4 A6 đều không có khả năng tự vệ trước tên lửa Cornet của Nga. Được biết, ngoài đầu đạn xuyên lõm, đầu đạn nổ mạnh và nhiệt áp cũng được sử dụng, trong đó loại sau còn mạnh hơn cả đạn dành cho súng phun lửa RPOA -Smen, nổi tiếng phạm vi sử dụng của tên lửa chống tăng Konet tùy thuộc vào bản sửa đổi, dao động trong khoảng từ 5.000 đến 10.000 10 mét. Bên cạnh đó, kính ngắm Bereska tiên tiến với kênh ảnh nhiệt và theo dõi mục tiêu tự động đảm bảo độ chính xác cao. Bên cạnh xe chiến đấu bộ binh BMP-2M, máy bay trực thăng với nhiều loại vũ khí khác nhau hiện đang được sử dụng một cách tích cực để chống lại USV Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hạm đội biển đen hạ 5 phương tiện mặt nước không người lái USV của Ukraine tại vùng biển phía tây bắc bán đảo Crimea. Video do cơ quan này công bố cho thấy trực thăng Ka-29 bám đuổi và xả đạn nhằm vào xuồng cảm tử Ukraine gây ra vụ nổ lớn trên biển. Một video khác quay từ buồng lái trực thăng Ka-29 được kênh Telegram Voyage Istoria của Nga công bố cho thấy chiếc USV gắn hai giá phóng tên lửa không đối không R-73 hoặc R-60 được cải hoán. Trước khi bị bắn hạ, chiếc USV chỉ còn một quả đạn trên giá tên lửa còn lại dường như đã phóng về phía trực thăng Nga. Theo kênh Vojna Istoria Oruji, vụ nổ lớn khi xuồng cảm tử Ukraine bị phá hủy là do đạn bắn từ trực thăng Ka-29 trúng tên lửa phòng không mà phương tiện mang theo. Biên tập viên Thomas Newdick của TVKZ nhận định, trận giao chiến diễn ra vào ban ngày cho thấy chiếc xuồng cảm tử nói trên có thể là mồi nhử thu hút sự chú ý của trực thăng Nga. Một nguồn tin cho biết xuồng cảm tử mang tên lửa phòng không gây ra rủi ro cho trực thăng Nga vốn là biện pháp đối phó hiệu quả nhất đối với USV Ukraine. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Bộ Quốc phòng Thụy Điển đã thông báo một cường kích Su-24 Nga tiến vào không phận phía đông đảo Gotland và không hồi đáp cảnh báo qua điện đàm từ kiểm soát không lưu, buộc không quân Thụy Điển điều động hai tiêm kích Ripen lên ngăn chặn. Tư lệnh không quân Thụy Điển Jonas Wickman nói rằng hành động của Nga là không thể chấp nhận, cho thấy sự thiếu tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ Thụy Điển. Chúng tôi luôn bám sát mọi diễn biến và sẵn sàng can thiệp. Giới chức Thụy Điển không cho biết liệu chiếc Su-24 có mang vũ khí vào thời điểm diễn ra sự việc hay không. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Binsrom tuyên bố sẽ triệu quan chức Đại sứ quán Nga tại Stockholm vì sự việc, đồng thời nhấn mạnh việc duy trì liên lạc chặt chẽ với các đồng minh và đối tác. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên. Vụ việc xảy ra khi Thụy Điển, thành viên mới nhất của NATO, và một số đồng minh mới của nước này đang tham gia cuộc tập trận hải quân ở biển Baltic. Quân đội Thụy Điển cho biết, những vi phạm tương tự của máy bay Nga xảy ra gần đây nhất vào năm 2022, khi hai máy bay Su-27 và hai máy bay Su-24 cũng xâm phạm không phận của nước này gần đảo Gotland. Trước đó, Phần Lan cũng nghi ngờ bốn máy bay quân sự của Nga đã xâm phạm không phận nước này vào ngày 10 tháng 6. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức quốc phòng Phần Lan cho hay, Máy bay của Nga đã bay ít nhất 2,5 km vào lãnh thổ nước này trong khoảng 2 phút. Đây được cho là lần đầu tiên Nga xâm phạm không phận Phần Lan kể từ khi quốc gia Bắc Âu này chính thức gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào tháng 4 năm ngoái. Nga thời điểm đó xác nhận họ có nhiều máy bay ném bom và máy bay mang tên lửa hoạt động ở vùng Baltic nhưng không bình luận cụ thể về cáo buộc xâm phạm không phận của Phần Lan. Bộ Quốc phòng Phần Lan lúc đó cũng cho biết họ đang nghiêm túc xem xét hành vi nghi vi phạm lãnh thổ và đã bắt đầu một cuộc điều tra. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định Điện Kremlin sử dụng các hoạt động như vậy để cố tình làm suy yếu toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Phần Lan. Sự việc này xảy ra sau khi Kiev tuyên bố đã tấn công tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga trị giá lên đến 28 triệu bảng Anh, khoảng 35,6 triệu đô la Mỹ bằng cách sử dụng máy bay không người lái tầm xa. Theo hãng tin Yonhap, Hạ viện Mỹ vừa qua đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng hàng năm kêu gọi duy trì gần 29.000 binh sĩ Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc, và tái khẳng định cam kết đảm bảo an ninh cho đồng minh châu Á này. Đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA cho năm tài chính 2025 đã được thông qua sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, trong đó cấp 895,2 tỷ đô la Mỹ cho các chương trình quốc phòng tùy chỉnh, tăng 9 tỷ đô la Mỹ so với năm tài chính 2024. Hai viện Quốc hội Mỹ thông qua dự luật này hàng năm để thiết lập chính sách quốc phòng và các ưu tiên tài trợ, cũng như đưa ra hướng dẫn về một loạt vấn đề an ninh quan trọng của quốc gia. Dự luật nhấn mạnh ý chí của Quốc hội rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cần củng cố liên minh với Hàn Quốc bằng cách duy trì sự hiện diện của 28.500 binh sĩ thuộc lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, USFK, tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng và khẳng định sự hợp tác của Mỹ trong cam kết tăng cường gian đe mở rộng, bao gồm cả năng lực hạt nhân để bảo vệ đồng minh Hàn Quốc. Dự luật này thu hút sự quan tâm ở Hàn Quốc bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới gần. Cựu Tổng thống Donald Trump nếu tái đắc cử có khả năng rút quân Mỹ khỏi Hàn Quốc để gây áp lực buộc Seoul phải chia sẻ chi phí lớn hơn cho việc đồn trú của lực lượng USFK. Cụ thể, hồi cuối tháng 4 vừa qua, Times dẫn lời cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn rằng: "Chúng ta có 40.000 binh sĩ đang ở trong tình thế bấp bênh, điều đó thật vô nghĩa. Tại sao chúng ta lại phải bảo vệ ai đó và chúng ta đang nói đến một đất nước rất giàu có." Ông Trump được cho là đang đề cập đến 28.500 binh sĩ Mỹ đóng tại Hàn Quốc. Theo Times, ông Trump đã đề xuất Mỹ có thể rút lực lượng nếu Hàn Quốc không chi trả nhiều hơn để hỗ trợ quân đội Mỹ ở đó nhằm ngăn chặn chính quyền ngày càng cứng rắn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Cuộc phỏng vấn của Times được công bố trong bối cảnh Seoul và Washington gần đây đã tiến hành các cuộc đàm phán mới về việc Hàn Quốc chia sẻ chi phí để duy trì binh sĩ của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, USFK. Theo một thỏa thuận được gọi là thỏa thuận về các biện pháp đặc biệt, SMA Tại Honolulu, Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức vòng đàm phán đầu tiên về SMA mới, vì SMA hiện tại vốn có hiệu lực 6 năm sẽ hết hạn vào cuối năm sau. MK Bhadrakuma, nhà cựu ngoại giao Ấn Độ khẳng định trên Eurasia Review rằng BRICS có khả năng chiếm lợi thế trên sân chơi toàn cầu so với G7 trong thời gian tới. Theo chuyên gia này, với việc phương Tây thất bại trong những nỗ lực đối trọng Nga G7 đang đi chệch hướng và mất phương hướng. Italia, nước chủ nhà luân phiên của hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay, đã coi AI trở thành vấn đề then chốt trong hội nghị thượng đỉnh. Tương tự, G7 đang mong muốn vượt ra khỏi câu lạc bộ ưu tú khép kín của các nền dân chủ phương Tây bằng cách thí điểm một nỗ lực tiếp cận đầy tham vọng và đưa ra một danh sách dài bất thường gồm các nhà lãnh đạo được mời tới hội nghị thượng đỉnh. Ngoài Ukraine, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã mời các nhà lãnh đạo Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Argentina, Algeria, Kenya và Mauritania tham dự cuộc họp. Đây là chính sách thực dụng và G7 đang hy vọng thu hẹp khoảng cách giữa phương Tây và phần còn lại trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo đó, ảnh hưởng toàn cầu của G7 đang đối mặt với nhiều thách thức, nhưng khả năng đoàn kết và việc mời các nhà lãnh đạo ngoài khối tham dự các hội nghị thượng đỉnh có thể giúp G7 thực hiện thành công những ưu tiên của mình ông Riccardo Ancaro, điều phối viên nghiên cứu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế, một tổ chức nghiên cứu của Italia, nhận xét rằng G7 có thể không còn là nhóm thiết lập chương trình nghị sự toàn cầu nữa, nhưng vẫn có năng lực để định hình một phần quan hệ quốc tế do tạo được sự đồng thuận trong phương Tây do Mỹ lãnh đạo trong quan hệ với các nước như Trung Quốc và Nga và đối tác ở Nam Bán Cầu. Trong khi đó, kể từ đầu năm nay, BRICS đã mở rộng thêm 5 thành viên mới, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Cùng với các thành viên cũ là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Điều này cho thấy tổ chức quốc tế này đang ngày càng có sức ảnh hưởng lớn hơn. Theo giới phân tích, việc BRICS mở rộng chắc chắn sẽ đóng vai trò nổi bật hơn trong các vấn đề toàn cầu và cho phép tiếng nói của thế giới đang phát triển được lắng nghe nhiều hơn. Sự hấp dẫn của BRICS mở rộng không chỉ đến từ quy mô kinh tế, hiện chiếm đến 37,3% GDP toàn cầu và thị trường nội khối rộng mở đến 46% dân số thế giới, mà còn bắt nguồn từ ba nhóm mục tiêu đặc thù mà khối này đang nỗ lực xác lập nhằm tạo nên một lựa chọn dành riêng cho các quốc gia nằm bán cầu. Theo Bloomberg, một cuộc thăm dò dư luận đã được tiến hành sau khi tổng thống Pháp giải tán quốc hội và kêu gọi tổng tuyển cử sớm sau khi đảng của ông hứng chịu thất bại trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Cuộc khảo sát do công ty Elab thực hiện cho nhật báo kinh doanh Les Echos cho thấy chỉ 24% số người được hỏi bày tỏ sự tin tưởng rằng Tổng thống Emmanuel Macron có thể giải quyết được các vấn đề mà nước Pháp đang đối mặt. Đây là mức ủng hộ thấp chưa từng có khi nhà lãnh đạo này bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm thứ hai vào tháng 5 năm 2022. Tờ Les Echos lưu ý, tỷ lệ ủng hộ với Tổng thống Macron trong cuộc khủng hoảng áo vàng hồi tháng 12 năm 2018 là 23%. Cuộc khủng hoảng được đặt tên theo áo bảo hộ những người biểu tình mặc bùng phát từ quyết định áp thuế xanh với nhiên liệu của tổng thống Pháp Macron và dẫn tới nhiều tháng biểu tình và bạo loạn trên khắp nước Pháp. Cuộc thăm dò được tiến hành trực tuyến trong ngày 11, 12 tháng 6 với 1 1502 người trưởng thành. Chủ tịch công ty Elaps, Bernard Sananes, Noveles Autot, sau thất bại bầu cử, kết quả như vậy không có gì gây ngạc nhiên. Điều này cho thấy các vấn đề kinh tế vẫn quan trọng. Ngoài ra, còn có những lo ngại về sự bất ổn mà chính ông Macron đã gây ra khi giải tán Quốc hội. Trước đó, giải thích về việc quyết định bất ngờ giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử lập pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, trong gần 2 năm qua, chính phủ Pháp đã không thể vận hành ổn định do không thể xây dựng được liên minh đa số bền vững tại quốc hội, liên tiếp phải đối mặt với các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm từ các lực lượng đối lập. Hoạt động của quốc hội Pháp nhiều thời điểm gần như đình trệ, xáo trộn do vấp phải sự phản đối từ các đảng đối lập, nhất là từ đảng cực tả, nước Pháp bất khuất. Người đứng đầu nước Pháp nhấn mạnh, Việc các lực lượng cực hữu giành chiến thắng cách biệt tại cuộc bầu cử nghị viện châu Âu mới đây chính là giọt nước tràn ly buộc ông phải trao quyền lựa chọn lại cho người dân. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng thừa nhận đã không đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của người dân về cải thiện điều kiện sống, được tiếp cận những dịch vụ cơ bản hay giải quyết các bài toán về an ninh, nhập cư. Nhà lãnh đạo Pháp cam kết trong thời gian tới sẽ thúc đẩy các cải cách về bảo hiểm thất nghiệp, dịch vụ công, tăng lương hưu theo chỉ số lạm phát, tuyển thêm nhân viên an ninh thúc đẩy các luật về chống nhập cư và tạm dừng cải cách hiến pháp về quy chế bầu cử đối với lãnh thổ hải ngoại New Caledonia. Đồng thời kêu gọi các đảng trong liên minh đa số cầm quyền hiện nay hãy tiến hành đàm phán với các chính đảng không chấp nhận hợp tác với phe cực đoan nhằm xây dựng một dự án chung để lãnh đạo đất nước. Ngày 14 tháng 6, tại cuộc gặp lãnh đạo bộ ngoại giao Nga, Tổng thống Vladimir Putin đề xuất thiết lập một cấu trúc an ninh mới ở khu vực Á-Âu mà không có sự hiện diện của các lực lượng bên ngoài khu vực. Theo tổng thống Putin, đã đến lúc cần bắt đầu thảo luận rộng rãi về một cấu trúc an ninh mới ở khu vực Á Âu trong tương lai. Cần phải nỗ lực giảm dần sự hiện diện quân sự của các cường quốc bên ngoài ở khu vực này. Tổng thống Putin nhấn mạnh điều quan trọng là cấu trúc an ninh mới trong tương lai cần phải được mở rộng cho tất cả các nước Á Âu tham gia nhằm tạo dựng một khu vực hòa bình, ổn định. Tổng thống Putin khẳng định trong tình hình hiện tại việc cắt giảm sự hiện diện quân sự của các cường quốc bên ngoài ở khu vực á âu sẽ rất khó có thể xảy ra tuy nhiên nếu có thể xây dựng một cấu trúc an ninh mới đáng tin cậy ở khu vực á âu trong tương lai thì sự hiện diện quân sự của các cường quốc bên ngoài ở khu vực này là không cần thiết theo tổng thống putin một phần quan trọng của cấu trúc an ninh mới ở khu vực á âu phải là các vấn đề kinh tế phúc lợi xã hội hội nhập và hợp tác cùng có lợi giải quyết các vấn đề nghèo đói bất bình đẳng sinh thái và khí hậu. Ngoài ra cũng theo tổng thống Putin, tiềm năng của BRICS sẽ cho phép khối này trở thành nền tảng của thế giới đa cực. Ông khẳng định liên bang Nga sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nước muốn tham gia tổ chức này. BRICS mở rộng sẽ đại diện cho một nhóm đa dạng các quốc gia có hệ thống chính trị khác nhau, có chung mong muốn tạo một trật tự toàn cầu cân bằng hơn. Vì là cuộc họp cấp ngoại trưởng đầu tiên kể từ khi nhóm BRICS mở rộng kết nạp thêm 6 thành viên mới vào đầu năm nay. Tại hội nghị lần này, BRICS sẽ phải định hình một lộ trình phát triển mới để khẳng định vai trò nổi bật hơn của BRICS trong các vấn đề toàn cầu và tiếng nói của thế giới đang phát triển phải được lắng nghe nhiều hơn. Trong vai trò chủ tịch BRICS, Nga đang tìm cách đảm bảo tính liên tục thông qua tiếp nối những nỗ lực của chủ tịch tiền nhiệm Nam Phi và cùng với các đối tác thúc đẩy hợp tác đa phương theo ba hướng chính: chính trị và an ninh, kinh tế và tài chính, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đầu năm nay, tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Ông sẽ sử dụng vai trò chủ tịch luân phiên của BRICS để gia tăng vai trò của tổ chức này trong hệ thống tài chính quốc tế, phát triển hợp tác giữa các ngân hàng và mở rộng sử dụng các đồng tiền trong BRICS, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan thuế và hải quan. Trên cương vị chủ tịch luân phiên của nhóm BRICS, Nga sẽ cố gắng hết sức để thúc đẩy hợp tác trong nhóm. Nga cũng sẽ thực hiện phương châm tăng cường chủ nghĩa đa phương vì sự phát triển và an ninh toàn cầu công bằng, tập trung vào hợp tác tích cực và mang tính xây dựng các ưu tiên bao gồm thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ cao, y tế, bảo vệ môi trường, văn hóa, thể thao, giao lưu thanh niên. Bên cạnh đó, Nga sẽ đưa ra những phản ứng hiệu quả trước những thách thức và mối đe dọa đối với an ninh và sự ổn định của quốc tế và khu vực. Trong điều kiện BRICS đã và đang mở rộng, Nga sẽ nâng cao vị thế và tiếng nói của mình bằng một kế hoạch rõ ràng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự hội nhập hài hòa của những quốc gia thành viên mới trong mọi lĩnh vực. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phần Lan Antti Hakanen thông báo nước này sẽ là nơi đặt một sở chỉ huy trên bộ mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Phát biểu với báo giới sau một cuộc họp của NATO ở Bruxelles, Bỉ, Bộ trưởng Hakanen cho biết sở chỉ huy lực lượng bộ binh của NATO tại Phần Lan có nhiệm vụ chỉ đạo các hoạt động tác chiến trên bộ ở Bắc Âu. Cũng theo quan chức trên, trong cơ cấu chỉ huy mới của NATO, tất cả các quốc gia Bắc Âu sẽ nằm dưới quyền chỉ huy của Bộ Chỉ huy Lực lượng Hỗn hợp Norfolk, có trụ sở tại Mỹ, có nhiệm vụ phòng thủ ở Bắc Đại Tây Dương. Theo cơ cấu chỉ huy trước đó, các thành viên mới của NATO là Phần Lan và Thụy Điển vẫn nằm dưới sự chỉ huy của Bộ Chỉ huy Lực lượng Hỗn hợp hướng Đông, có trụ sở tại Hà Lan. Tờ Intaliti của Phần Lan trước đó cho biết, kế hoạch về sở chỉ huy bộ binh này sẽ nằm trong chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington vào tháng 7 tới. Nếu được thành lập, sở chỉ huy này sẽ hoạt động suốt ngày đêm và báo cáo về Bộ Chỉ huy Đồng minh ở Norfolk bang Virginia, Mỹ. Trong thời bình, sở chỉ huy sẽ lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động huấn luyện của NATO trong khu vực. Đáng chú ý, một số cơ sở của quân đội Phần Lan cũng được đặt tại Mikkeli. Ngày mùng 4 tháng 4 năm 2023, Phần Lan đã chính thức gia nhập NATO, trở thành thành viên thứ 31 của khối quân sự này. Vào tháng 7 năm 2023, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng châu Âu sai lầm khi chưa hiểu về những nguy cơ tiềm ẩn xuất phát từ quyết định di chuyển cơ sở hạ tầng quân sự của NATO đến gần biên giới với Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng đã khẳng định Moscow sẽ tìm cách hạn chế các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, xoay quanh hiện diện quân sự ngày càng tăng của NATO gần biên giới nước này. Phát biểu của bà Zakharova liên quan đến cuộc tập trận Nordic Response của NATO diễn ra từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 3 tại Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan với sự góp mặt của 20.000 binh sĩ. Việc Phần Lan phá vỡ trạng thái trung lập kéo dài nhiều năm để gia nhập NATO đã từng được dự đoán sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình hình an ninh châu Âu. Phần Lan có đường biên giới trên bộ với Nga dài hơn 1.300 km, đang được bố trí lực lượng tuần tra chặt chẽ. Với Phần Lan là thành viên chính thức, chiều dài đường biên giới trên bộ của NATO với Nga đã tăng gấp đôi. Bà Carissa nhà nghiên cứu tại chương trình An ninh xuyên đại Tây Dương, thuộc Trung tâm vì nền an ninh Mỹ mới, nhận định. Một mặt, điều này tạo áp lực không nhỏ lên Moscow khi phải tăng cường bảo vệ biên giới. Mặt khác, NATO cũng sẽ phải bảo vệ đường biên giới này trong trường hợp Nga tấn công. Tư cách thành viên của Phần Lan cũng giúp NATO tiến gần hơn đến bán đảo Kola, căn cứ hạm đội phía Bắc của Nga. Đây chính là lực lượng đang đảm nhiệm công tác tuần tra khu vực Bắc Băng Dương. Theo các tài liệu dò dỉ mà tờ Politico của Mỹ thu thập được, Belarus đã giao vũ khí tiên tiến cho đối thủ không đội trời chung của Armenia, mặc dù cả hai nước được cho là đồng minh trong một hiệp ước phòng thủ quốc tế do Nga đứng đầu tài liệu do gì đã làm sáng tỏ quyết định của Armenia trước đó về tuyên bố sẽ rời khỏi Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO, một bước ngoặt kịch tính sẽ làm suy yếu ảnh hưởng của Nga đối với các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Armenia hiện đang xích lại gần phía phương Tây, ngày càng hướng tới châu Âu và NATO sau nhiều thập kỷ dựa vào Moscow. Armenia đã rơi vào cuộc xung đột căng thẳng với Azerbaijan ở khu vực Nam Caucasus, tại ngã ba chiến lược giữa châu Á và châu Âu vốn thường xuyên bùng phát thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Quyết định của Belarus, một đồng minh của Nga, cung cấp khí tài quân sự tiên tiến cho Azerbaijan từ năm 2018 đến năm 2022 giúp nước này chiếm ưu thế trong một loạt cuộc chiến với đối thủ là Armenia. Cả Belarus và Armenia đều là thành viên của CSTO, một liên minh quân sự thời hậu Xô Viết do Moscow và lãnh đạo và được thành lập vào năm 2002 về mặt lý thuyết các thành viên có nghĩa vụ bảo vệ lẫn nhau nếu bị tấn công. Azerbaijan rút khỏi CSTO vào năm 1999. Trước đó, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố chính phủ nước này sẽ bắt đầu quá trình rút khỏi CSTO, tuyên bố các thành viên của khối này không hoàn thành các nghĩa vụ theo thỏa thuận của họ. Hiện kho tài liệu lưu trữ hơn chục bức thư, công hàm ngoại giao, hóa đơn mua bán mà tờ Politico tiếp cận được cho thấy Belarus đã tích cực hỗ trợ các lực lượng vũ trang của Azerbaijan từ năm 2018 đến năm 2022, khi căng thẳng với Armenia lên đến đỉnh điểm. Các dịch vụ được cung cấp bao gồm hiện đại hóa các thiết bị pháo binh cũ và cung cấp các thiết bị mới sử dụng cho các hệ thống tác chiến điện tử và máy bay không người lái. Các tài liệu này bao gồm cả những bức thư từ cơ quan xuất khẩu vũ khí nhà nước Belarus gửi tới các công ty công nghiệp quân sự của nước này liên quan đến các đơn đặt hàng thiết bị nhắm mục tiêu của pháo binh hiện đại cho Azerbaijan cũng như thư từ giữa hai quốc gia đồng ý mua tổ hợp tác chiến điện tử Groza-S cho lực lượng vũ trang Azerbaijan. Pháo binh và máy bay không người lái được sử dụng rộng rãi trong trận chiến giữa lực lượng Azerbaijan và Armenia trong những năm gần đây. Một cuộc tấn công của Azerbaijan vào tháng 9 năm ngoái đã giúp nước này giành lại quyền kiểm soát Nagorno-Karabakh và gây ra một cuộc di cư hàng loạt của 100.000 cư dân một trong những thông tin ngoại giao mà Politico có được cho biết, các doanh nghiệp Belarus đang đóng vai trò tích cực trong việc khôi phục các vùng lãnh thổ không bị chiếm đóng của Azerbaijan, cũng như xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Belarus sang nước này. Eduard Arakalian, một nhà phân tích quân sự tại Trung tâm Dân chủ và An ninh khu vực Yerevan, đã xác minh rằng các tài liệu bị dò dỉ liên quan đến phần cứng quân sự được Azerbaijan sử dụng trong các cuộc chiến gần đây, cả ở Nagorno-Karabakh ông arakelian nói những thiết bị này được sử dụng nhằm vào quân đội armenia và được cung cấp bởi một quốc gia được cho là đồng minh của armenia phản ứng về vấn đề trên bộ ngoại giao belarus đã triệu đại sứ armenia ở minsk để làm rõ vấn đề sau khi thủ tướng pansinian đưa ra cáo buộc vào ngày hôm trước đại sứ armenia sau đó được triệu hồi về yerevan và đại sứ belarus trở về minsk để tham vấn Thưa quý vị, xung đột Nga, Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình, nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến ngay với phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, phần lớn các cuộc giao tranh dữ dội nhất tập trung dọc tiền tuyến phía đông, trong đó có Donetsk, bên cạnh việc tiến hành cuộc tấn công mới từ khu vực biên giới Belgorod vào Kharkov ở Đông Bắc Ukraine vào tháng 5 năm 2024, Kiev còn ghi nhận việc Nga tăng cường tấn công ở phía đông, đặc biệt là gần thành phố Pokrovsk thuộc Donetsk. Thành phố này là một trong một vài thành phố được miêu tả là những thành phố pháo đài, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì phòng tuyến của Ukraine ở Donetsk. Nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Masovets cho hay, các lực lượng của Nga có thể sẽ cố gắng chiếm được Novo một ngôi làng ở phía đông Pokrovsk và tiến về phía Lozuvaske ở phía tây Novo -Lexandryka. Chuyên gia Masovets cho hay, chúng tôi có một cuộc khủng hoảng chiến thuật toàn diện ở phía đông Pokrovsk. Theo ông, các lực lượng Ukraine không thể ngăn chặn các cuộc tiến công của Nga nếu Moscow đưa thêm các lữ đoàn vào chiến đấu. Ukraine nói rằng Nga đang tập trung hỏa lực vào mặt trận Pokrovsk, hướng tới đô thị chiến lược án ngữ Nga Ba hướng về thành phố Donetsk và Bakhmut. Cụ thể, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine cho biết trong báo cáo tình hình chiến trường hôm 14 tháng 6 rằng đối phương đang công kích dữ dội nhằm vào lực lượng phòng thủ tại khu vực Pokrovsk. Tình hình khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Các binh sĩ đang nỗ lực ngăn đối phương tiến sâu vào lãnh thổ. Giới chức Ukraine cho biết 71 cuộc giao tranh được ghi nhận dọc tiền tuyến trong một ngày qua, trong đó 24 trận đánh diễn ra tại mặt trận Pokrovsk. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syzdyk cho biết trong một thông báo đăng tải trên mạng xã hội rằng Nga đang tiến hành các hoạt động tiến công chủ động với cường độ khác nhau ở gần như toàn bộ tiền tuyến, song các mũi tấn công chính tập trung theo phía tây Pokrovsk và Kurakhov. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giao tranh với quân đội Ukraine ở phía tây Adika, trong đó có khu vực quanh làng Umanské nằm ở phía nam Novoalexandriivka. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shizky trước đó cũng nói rằng Nga đang huy động lực lượng xung kích lớn chưa từng thấy từ 8 lữ đoàn để tấn công mặt trận Pokrovsk và Kurakhov thuộc tỉnh Donetsk. Pokrovsk, tên gọi trước là Krasnoa cách Adipka khoảng 40 km về phía tây bắc, án ngữ Nga Ba hướng về thành phố Donetsk và Bakhmut, đồng thời nằm cạnh tuyến đường sắt đi qua Adipka. Nếu để mất Pokrovsk, lực lượng Ukraine sẽ để hở sườn phía nam của thành trì Chasovya cùng các đô thị lân cận là Kramatorsk và Slavyansk. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ tháng trước nhận định Nga có thể tiếp tục tiến về phía Tây tới thành phố Pokrovsk hoặc hướng về phía Bắc để phối hợp với chiến dịch công phá Chasovya. Đại tá Pablo Palisa, chỉ huy lữ đoàn cơ giới số 93 Ukraine chiến đấu gần Chasovya cho rằng Moscow đang nỗ lực phá vỡ phòng tuyến của Kiev ở phía Đông. RT dẫn phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14 tháng 6 cho biết, có khoảng 700.000 binh sĩ nước này đang tham gia cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, tăng gần 100.000 quân so với lần công bố trước đó của ông Putin vào cuối năm 2023. Tổng thống Nga đưa ra bình luận trên trong cuộc gặp với các cựu binh từng tham gia kế hoạch quân sự. Đầu tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 100.000 công dân Nga đã tự nguyện nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự kể từ đầu năm nay. Moscow cũng nhiều lần tuyên bố quân đội Nga có nguồn tân binh ổn định, sẵn sàng ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng nước này. Moscow cũng bác bỏ tuyên bố của Kiev và một số phương tiện truyền thông phương Tây về việc huy động thêm lực lượng dự bị và tuyển thêm quân. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố gần đây cho biết Nga đang có kế hoạch huy động thêm 300.000 quân vào đầu tháng 6. Tuy nhiên, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin này. Nga tiến hành tổng động viên một phần vào tháng 9 năm 2022, 7 tháng sau cuộc xung đột. Đợt huy động này đã giúp quân đội Nga bổ sung 300.000 quân, chủ yếu là những cựu chiến binh có kinh nghiệm chiến đấu. Sau đó, việc tuyển quân tiếp theo được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Vào tháng 12 năm 2023, ông Putin cho biết trong số 617.000 quân tham gia xung đột Ukraine, có 244.000 binh sĩ là lực lượng được tổng động viên một phần. Ông nói thêm Khoảng 41.000 binh sĩ nhập ngũ vào tháng 9 năm 2022 đã được giải ngũ vì lý do sức khỏe hoặc đạt đến độ tuổi tối đa. Trong khi đó, Ukraine đang phải vật lộn để bổ sung quân sau một loạt thất bại trên chiến trường. Tháng 4, Kyiv thông qua luật huy động mới, hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, mở rộng quyền hạn của sĩ quan nhập ngũ và đưa ra các bộ luật chống lại những người trốn nghĩa vụ. Đến tháng 5, Kyiv thông qua một đạo luật cho phép một số tù nhân được tạm tha vì gia nhập quân đội. Đầu tháng 6, Tổng thống Putin ước tính quân đội Ukraine mất ít nhất 50.000 quân mỗi tháng. Mặc dù không nêu rõ con số thương vong của Nga, ông tiết lộ con số này thấp hơn 5 lần so với thiệt hại mà lực lượng Kiev phải gánh chịu. Hồi tháng 4, tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Đại tướng Chuck Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã đề cập tổn thất của Nga trong xung đột, nhưng dưới khía cạnh khác, khả năng phục hồi của Moscow. Bộ trưởng Austin cho biết, Nga đã đẩy mạnh sản xuất quân sự toàn bộ ngành công nghiệp quốc phòng của nước này hiện được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chính phủ, nên họ có thể làm điều đó nhanh hơn một chút. Đại tướng Brown nói một cách đơn giản hơn. Nga đã tái thiết mạnh mẽ lực lượng quân sự của mình. Những bình luận này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong quan điểm của Mỹ về năng lực khôi phục lực lượng của quân đội Nga. Từng chỉ xoáy sâu vào thiệt hại về kinh tế và quân sự mà Nga phải gánh chịu do xung đột tại Ukraine. Trong hai tháng gần nhất, giới chức Mỹ bắt đầu thừa nhận Nga đang hồi phục nhanh hơn Washington ước tính một quan chức Mỹ giấu tên nói với Defense News, họ đang làm tốt hơn những gì chúng tôi nghĩ. Trong cuộc gặp với các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga hôm 14 tháng 6, Tổng thống Putin lưu ý rằng Ukraine và phương Tây vẫn tiếp tục suy đoán về ý định của quân đội Nga khi họ áp sát ngoại ô Kiev vào cuối tháng 2 năm 2022. Ông Putin nhấn mạnh không có quyết định nào về việc tiến vào thành phố 3 triệu dân theo Tổng thống Putin, bước tiến của quân đội Nga về phía Kiev không gì khác là một hoạt động nhằm thuyết phục Ukraine đàm phán hòa bình. Ông nói, quân đội ở đó để thúc đẩy phía Ukraine tham gia đàm phán, cố gắng tìm ra một giải pháp có thể chấp nhận được và bằng cách này chấm dứt các hoạt động của Ukraine nhằm vào Donbass từ năm 2014. Ông Putin nhắc lại, cuộc xung đột giữa chính quyền Ukraine và Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk nổ ra sau cuộc đảo chính ở Kiev vào tháng 2 năm 2014, đặt ra mối đe dọa đối với an ninh Nga. Trước đó, các hình ảnh vệ tinh do công ty Maxa Technologies công bố vào tối 28 tháng 2 năm 2022 cho thấy một đoàn xe quân sự khổng lồ dài hơn 64 km của Nga di chuyển dọc theo các con đường phía tây bắc Kiev. Trong số này có hàng trăm xe tăng, pháo kéo, xe bọc thép và xe hậu cần. Việc tiến quân về Kiev của lực lượng Nga đã thúc đẩy các cuộc đàm phán dẫn đến các thỏa thuận phù hợp với cả Moscow và Kiev. Tổng thống Putin nói, đề cập đến các cuộc đàm phán diễn ra giữa hai bên tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3 năm 2022. Ông nói, "Vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, chúng tôi rút quân khỏi Kiev vì chúng tôi tin rằng việc tạo điều kiện để hoàn tất quá trình đàm phán chính trị là cần thiết, nhưng các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi khi đó đã khẳng định chính quyền Ukraine không thể ký những thỏa thuận như vậy. Theo phía Nga, Kiev và phương Tây đã tuyên bố rằng việc Nga rút quân khỏi khu vực thủ đô của Ukraine không phải là một cử chỉ thiện chí của Moscow, mà là kết quả của những thành công quân sự mà quân đội Kiev đạt được. Vào tháng 4 năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trận chiến Kiev là một chiến thắng lịch sử mà người dân Ukraine đã giành được với sự hỗ trợ chưa từng có của Mỹ và các đồng minh. Ngay sau khi quân đội Nga rút đi, giới lãnh đạo Ukraine đã ngừng tham gia quá trình đàm phán. Ông Putin nhắc lại: "Châu Âu cần duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Moscow nếu muốn tiếp tục được coi là một trong những trung tâm phát triển của thế giới." Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất như vậy. Ông Putin nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng hợp tác với châu Âu và khẳng định Moscow không có ý đồ xấu, đồng thời chỉ ra rằng tất cả những tuyên bố gần đây của các quan chức phương Tây về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công của Nga là vô nghĩa. Vị tổng thống nhấn mạnh, mối đe dọa lớn nhất đối với châu Âu hiện nay không phải do Nga gây ra, mà là do sự phụ thuộc ngày càng trầm trọng của châu Âu vào Mỹ trong các lĩnh vực quân sự, chính trị, công nghệ, tư tưởng và thông tin. Ông lưu ý rằng ngày nay, nhiều lãnh đạo châu Âu dường như sợ mất thiện cảm với Washington hơn là đánh mất niềm tin của chính người dân của họ. Ông chỉ ra rằng châu Âu đang bị lôi kéo lãng phí tiền bạc và nguồn lực vào việc mở rộng sản xuất đạn pháo, vì những loại đạn này có thể sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine kết thúc và chúng cũng sẽ không giúp ích gì cho việc đảm bảo an ninh quân sự của châu Âu. Hôm 13 tháng 6, tờ Politico đưa tin, Liên minh F-16 có ý định chuyển giao tới 60 chiếc máy bay do Mỹ sản xuất cho Ukraine trong năm nay. Tuy nhiên, sẽ chỉ có 20 phi công Ukraine được đào tạo đầy đủ, Mỹ và các đồng minh của nước này đang từ chối đào tạo thêm binh sĩ Kiev vận hành F-16, bởi các quốc gia khác đang sử dụng chiến đấu cơ này cũng cần đào tạo thêm phi công. Một quan chức Mỹ cho biết trong cuộc phỏng vấn với Defense News, vận hành máy bay chiến đấu đòi hỏi đội ngũ bảo dưỡng và nguồn cung vũ khí tiên tiến ổn định, vốn rất đắt đỏ và khan hiếm ở các quốc gia viện trợ. Tờ Politico lưu ý rằng chỉ có hai địa điểm đang đào tạo phi công Ukraine để thực hiện các nhiệm vụ chống lại Nga. Trong đó, 12 phi công sẽ hoàn thành khóa đào tạo Tại căn cứ Không quân Quốc gia Morris ở Tucson, Arizona vào tháng 9 tới, 8 phi công khác sẽ hoàn thành các khóa huấn luyện tại một cơ sở ở Đan Mạch trước khi cơ sở này đóng cửa vào tháng 11. Chương trình thứ hai sẽ do Lockheed Martin, nhà sản xuất F16 của Mỹ điều hành tại Romania. Theo các nguồn tin của Politico, chương trình này dự kiến có 8 suất cho binh sĩ Ukraine vào năm tới, trong khi một nhóm 8 người khác sẽ sớm đến Tucson. Phát ngôn viên của lực lượng vệ binh quốc gia Arizona nói với Politico rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận các học viên nước ngoài. Những yếu tố này bao gồm nguồn tài trợ, yêu cầu của quốc gia, việc hoàn thành khóa học tiếng Anh và phân bổ. Tờ báo cũng đưa tin, Kiev tuyên bố có 30 phi công đang được chờ đào tạo lại, nhưng các quan chức phương Tây đã từ chối đưa họ vào huấn luyện. Nguồn tin của Defense News mô tả năng lực đào tạo rất ít ỏi, đồng thời nói thêm rằng tình trạng thiếu hụt phi công có thể ảnh hưởng đến lịch trình chuyển giao máy bay F-16 vì các quan chức phương Tây không muốn thúc đẩy điều đó. Về phần mình, Moscow cho rằng việc các quốc gia phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không thay đổi kết quả của cuộc chiến và có thể khiến căng thẳng gia tăng ngoài ý muốn, kéo các quốc gia viện trợ trở thành bên tham gia xung đột. Tuần trước, nhà lập pháp cấp cao của Nga cảnh báo rằng nước này sẽ đáp trả bất kỳ căn cứ nào được F-16 sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu của Ukraine, bất kể chúng ở đâu. Việc các quốc gia phương Tây cho phép Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 nhằm vào Nga là vấn đề an ninh rất nghiêm trọng đối với Moscow. Vì vậy, khi những máy bay này xuất hiện trong không phận Ukraine, lực lượng Nga sẽ bắn hạ. Tuyên bố trên được ông Konstantin Gavrilov, trưởng phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán về an ninh và kiểm soát vũ khí ở Viên, nước Áo, đưa ra. Ông nhắc lại rằng các nước không thân thiện đã được cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Vậy mà họ, Hà Lan, Đan Mạch, nhấn mạnh sẽ cho phép Ukraine sử dụng F-16 ở bất cứ nơi nào có thể trên lãnh thổ Nga. Ông Gavrilov nói trên kênh truyền hình Izvestia TV như vậy. Hiện thực hóa lời cảnh báo nói trên, theo Tân Hoa Xã và Avia Pro, các lực lượng Nga gồm cả không quân chiến lược, ngày 14 tháng 6 đã tiến hành cuộc tấn công lớn vào các sân bay chủ chốt của Ukraine, đó là các sân bay ở vùng Bila Tsekava, ở gần Kiev, ở Migorod tại vùng Poltava và Staro ở vùng Khmelnytsky. Dữ liệu ban đầu cho thấy máy bay không người lái Geranium-2 đã được triển khai trong cuộc tấn công và đâm trúng mục tiêu đã định. Hậu quả là các cơ sở hạ tầng quan trọng được quân đội Ukraine dùng để chứa và bảo trì máy bay đã bị hư hại hoặc bị phá hủy. Tại Bila Tsikva, nằm gần thủ đô Ukraine, cuộc không kích của Nga đã gây ra thiệt hại đáng kể cho sân bay, vốn là nơi quan trọng đối với các hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực người dân địa phương cho biết đã nghe thấy tiếng nổ ở một khoảng cách khá xa cũng như quan sát thấy những tia sáng và cột khói trên bầu trời tại migorod một sân bay quan trọng khác của ukraine cũng bị tấn công khiến một số đường băng và nhà chứa máy bay ngừng hoạt động sân bay này đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ trên không cho lực lượng ukraine ở phía đông đất nước và thiệt hại của nó đã ảnh hưởng đáng kể tới khả năng trên không của ukraine starokonstantinov nơi đã nhiều lần bị quân đội nga tấn công cũng hứng chịu một cuộc tấn công lớn của máy bay không người lái và tên lửa. Các nguồn tin Ukraine cho biết cuộc không kích bắt đầu vào buổi tối và kéo dài vài giờ nhằm vào cơ sở hạ tầng của sân bay như đường băng, nhà chứa máy bay và nơi lưu trữ nhiên liệu. Hiện chưa có thông báo về thương vong hay thiệt hại, nhưng có thông tin về các vụ nổ lớn trong khu vực sân bay quân sự này. Sân bay quân sự ở Staro Konstantinov có tầm quan trọng chiến lược đối với Kiev. Việc triển khai máy bay chiến đấu F-16 tại sân bay này được cho là nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân Ukraine và cung cấp những khả năng mới để bảo vệ không phận nước này. Không quân Ukraine cho biết, cũng trong ngày 14 tháng 6, một số tên lửa đã bay vào Ukraine qua không phận vùng Sumy và Chernihiv di chuyển về phía Kiev, thành phố Rivne ở phía tây đất nước. Theo lực lượng này, trong đợt tấn công thứ hai, Nga đã phóng tên lửa Kinza. Tổng thống Vladimir Putin vừa qua nói trong cuộc họp với các lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga rằng các nước phương Tây đã đóng băng tài sản và dự trữ ngoại hối của Nga. Họ đang tìm cách xây dựng cơ sở pháp lý để chiếm đoạt chúng, dù họ có dùng trò lau cá gì đi nữa, và điều đó sẽ dẫn tới những động thái trừng phạt. Phát biểu được đưa ra sau khi Thủ tướng Italia Giorgia Meloni thông báo lãnh đạo các nước G7 đã nhất trí về kế hoạch thế chấp lợi nhuận phát sinh từ khối tài sản hơn 300 tỷ đô la Mỹ của Nga đang bị đóng băng ở nước ngoài chủ yếu là tại Liên minh châu Âu EU, để vay 50 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine. Ông chủ điện Kremlin cho rằng hành động này sẽ phá hủy hệ thống tài chính do chính phương Tây xây dựng, vốn mang lại sự thịnh vượng và nguồn tiền lớn cho họ thông qua các khoản vay nợ, nghĩa vụ tài chính trên khắp thế giới trong suốt hàng chục năm qua. Ông nói thêm, rõ ràng mọi quốc gia và doanh nghiệp không còn an toàn cả về mặt kinh tế và pháp lý. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của Mỹ và đồng minh phương Tây trước đó người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cũng từng cảnh báo liên minh châu âu eu cũng sẽ cảm nhận sự trả đũa của nước này đối với kế hoạch sử dụng thu nhập từ tài sản nga để giúp ukraine rằng chúng tôi coi bất kỳ cuộc tấn công nào của liên minh châu âu hay bất kỳ nước nào nhằm vào tài sản của nga đều là bất hợp pháp và vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế đây là một nỗ lực khác nhằm hợp pháp hóa hành vi trộm cắp ở cấp độ quốc gia cả thế giới đang theo dõi cách phương Tây phá hủy hệ thống tiền tệ toàn cầu. Như bạn đã biết, chúng tôi có rất nhiều biện pháp trả đũa chính trị và kinh tế. Phía Nga cực lực phản đối quyết định như vậy và sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Liên minh châu Âu sẽ cảm nhận được tác động đầy đủ và hiệu quả từ các hành động đáp trả của chúng tôi. Được biết, nhằm phản ứng lại hoạt động quân sự mà Nga triển khai vào Ukraine hồi cuối tháng 2 năm 2022, Mỹ và các đồng minh đã áp dụng lệnh cấm giao dịch với các ngân hàng trung ương và bộ tài chính Nga. Cùng lúc đó, phương Tây cũng ban hành lệnh phong tỏa khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản thuộc sở hữu của công dân Nga ở phương Tây. Tuy nhiên, hầu hết số tài sản bị đóng băng đó nằm ở các tổ chức tài chính châu Âu chứ không phải Mỹ. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong một bình luận rằng hiện vẫn còn rất nhiều tiền của phương Tây gửi ở Nga đang bị Moscow để mắt tới. Ông Peskov nói, triển vọng về những thách thức pháp lý trong việc chống lại tiến trình tịch thu tài sản Nga sẽ rộng mở, Nga sẽ tận dụng những lợi thế đó và sẽ không ngừng bảo vệ các quyền lợi của mình. Với sự nổi tiếng của tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Janssen M có tên Kajan, trong chuyến viếng thăm và chuẩn bị tập trận hải quân tại Cuba tới đây, thế hệ tàu ngầm hạt nhân tấn công tương lai của hải quân Nga với tên mã Husky cũng nhận được sự quan tâm của cộng đồng chuyên gia quân sự quốc tế trên các diễn đàn quân sự quốc tế, một vấn đề được đặt ra là nếu hiệu quả của tàu ngầm hạt nhân lớp Yansen, Yansen M đã rất mạnh mẽ, thì sự kết hợp giữa tàu ngầm lớp Husky và tên lửa siêu vật âm Zircon liệu có giúp lấy lại vị thế trên các đại dương giống như Hải quân Liên Xô giai đoạn 1970. Từ các nguồn tin chính thức, tàu ngầm hạt nhân đa năng lớp Husky do Cục Thiết kế Hàng hải Malachite ở Saint Petersburg phát triển, nó được xếp vào phân loại thế hệ thứ 5 và trang bị hệ thống tác chiến điện tử hàng đầu và tổ hợp vũ khí tấn công mạnh mẽ cùng với tên lửa chống hạm siêu thành jercon theo số liệu trích từ báo cáo the military balance nhóm tàu đa nhiệm hạt nhân của nga hiện nay phần lớn là các tàu ngầm cũ thừa hưởng từ thời liên xô kết hợp với một số tàu ngầm lớp yansen yasen m đưa vào trang bị gần đây chính vì thế tàu ngầm thế hệ thứ 5 lớp husky được kỳ vọng sẽ trở thành người kế thừa cho tàu ngầm đa nhiệm yasen theo truyền thống phát triển vũ khí của liên xô và nga bất kỳ trang bị nào bắt đầu đưa vào trang bị thì quá trình phát triển phiên bản nâng cấp và thế hệ kế tiếp sẽ được thực hiện. Như vậy, những chiếc tàu ngầm lớp Yasen là lực lượng tấn công chủ chốt của hạm đội tàu ngầm đa nhiệm của hải quân Nga, cho từ khi những tàu ngầm lớp Husky đầu tiên xuất hiện. Được biết, tàu ngầm lớp Husky sẽ có lượng giãn nước khoảng từ 12.000 đến 13.000 tấn, sử dụng kết cấu thân đôi và kiếp thủy thủ đoàn 90 người, kích thước tổng thể nhỏ hơn tàu ngầm lớp Yasen Yasen M hiện tại. Tàu ngầm Husky được kỳ vọng sẽ hoạt động yên lặng và khó bị phát hiện hơn so với các dòng tàu ngầm hạt nhân tấn công hiện tại của Hải quân Nga, cũng như lọt vào top các dòng tàu ngầm hạt nhân hiện đại bậc nhất thế giới. Theo lãnh đạo Hải quân Nga Nikolai Efmenov, nhờ hàng loạt giải pháp công nghệ mới, tàu ngầm lớp Husky khi hoạt động sẽ ít phát ra tín hiệu thủy âm đáng kể so với tàu ngầm thế hệ thứ tư. Để thực hiện nhiệm vụ tác chiến, tàu ngầm lớp Husky sẽ có hai biến thể chính. Biến thể săn ngầm sẽ được trang bị các giếng phóng tên lửa Calib. Thiết kế này phù hợp để đối phó với các dòng tàu ngầm của đối phương. Trong đó, các đối tượng tác chiến chính được xác định là tàu ngầm chiến lược lớp Columbia của Mỹ và Vanguard của Anh. Phiên bản còn lại sẽ được trang bị tên lửa hành trình siêu vật âm Zircon, đáp ứng khả năng tấn công và tiêu diệt các lớp tàu mặt nước của đối phương, trong đó có các tàu mặt nước cỡ lớn như tàu sân bay và tàu đổ bộ. Tên lửa Zircon giống như cánh tay nối dài của tàu ngầm Husky với tầm bắn tối đa tới 1.000 km và gần như không thể bị đánh chặn do tốc độ bay đạt 7.000 km một giờ. Các đại sứ EU nhất trí trên nguyên tắc thời điểm khởi động đàm phán tư cách thành viên của Ukraine và Moldova, quá trình có thể mất vài năm. Tài khoản mạng xã hội X của chính phủ Bỉ, nước chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu, EU, năm 2024 thông báo hôm 14 tháng 6 rằng các đại sứ đã đồng ý trên nguyên tắc về khuôn khổ các cuộc đàm phán liên quan việc kết nạp Ukraine và Moldova. Bỉ sẽ tổ chức những hội nghị liên chính phủ đầu tiên vào ngày 25 tháng 6. Trước đó, Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Cộng hòa Séc, Martin Dvorak đã khởi xướng một lá thư chung kêu gọi Bỉ trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu EU đẩy nhanh tiến độ trong các cuộc thảo luận về việc Ukraine và Moldova gia nhập EU. Bức thư được Bộ trưởng Dvorak gửi tới Ngoại trưởng Bỉ, Hadja Labib, có chữ ký của lãnh đạo 11 quốc gia thành viên EU khác, cùng với Cộng hòa Séc, gồm Slovakia, Ba Lan, Rumani, Slovenia, Thụy Điển, Phần Lan, Litva, Latvia, Estonia, Đức và Bồ Đào Nha. Các bộ trưởng EU dự kiến thông qua quyết định này trong ngày 21 tháng 6. Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michael, hoan nghênh thỏa thuận mới đạt được. Ông viết trên X, chúng tôi đã giữ lời hứa và sẽ hỗ trợ các bạn trên con đường trở thành thành viên của khối. Thỏa thuận đạt được sau khi Ủy ban châu Âu hồi đầu tháng thông báo, Ukraine đã đáp ứng các yêu cầu chính để bắt đầu quá trình đàm phán gia nhập EU, bao gồm hạn chế quyền lực của giới tài phiệt và đảm bảo quyền lợi của các dân tộc thiểu số. Ukraine và Moldova nộp đơn xin gia nhập EU không lâu sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát cuối tháng 2 năm 2022. Giới lãnh đạo của khối tháng 12 năm 2023 nhất trí sẽ mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine và Moldova, song chưa ấn định thời điểm. Nhiều quốc gia EU sau đó kêu gọi liên minh khởi động đối thoại vào ngày 25 tháng 6. Sự phản đối của Hungary, quốc gia thân thiện nhất với Nga tại EU, đe dọa làm chạy hướng quá trình trên, vốn đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả các thành viên của khối. Việc Hungary tiếp quản chức Chủ tịch Luân Phiên của Hội đồng Lập pháp châu Âu vào tháng 7 càng khiến mối lo ngại này gia tăng. Chính phủ canh hữu mới thành lập ở Hà Lan cũng có thể góp thêm tiếng nói phản đối tiến trình gia nhập của Ukraine và Moldova. Thỏa thuận mới đạt được cho thấy Hungary đã ngừng phản đối Ukraine gia nhập EU, nhưng quá trình này dự kiến sẽ mất nhiều năm. Ngoài Ukraine và Moldova, EU tháng 12 năm 2023 cũng đã trao tư cách ứng viên cho Georgia và chấp thuận đàm phán về tư cách thành viên của Bosnia, cũng như mở các cuộc đối thoại về vấn đề này với Serbia, Montenegro, Albania và Bắc Macedonia. Vừa qua, Reuters dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước Nga sẵn sàng khởi động hòa đàm với Ukraine vào bất cứ lúc nào, nhưng phải đáp ứng một điều kiện, đó là các lực lượng Ukraine phải rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Donetsk, Lugansk Zaporizhia và Kherson mà Nga tuyên bố sắp nhập trước đó. Ông Putin nói thêm, một khi Kiev tuyên bố sẵn sàng cho điều này và bắt đầu rút quân thực sự khỏi những nơi đó, cũng như chính thức từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, chúng ta sẽ lập tức ngừng bắn và bắt đầu đàm phán. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng Moscow sẽ phản ứng thiện chí ngay lập tức nếu Ukraine chấp nhận hòa đàm. Ông cũng lưu ý chi tiết là nhiệm kỳ tổng thống chính thức của ông Zelensky đã kết thúc, nhưng Quốc hội Ukraine vẫn là cơ quan hợp pháp. Tổng thống Putin tuyên bố nếu phương Tây và Ukraine từ chối đề xuất hòa bình cụ thể lần này như trước đây họ vẫn vậy, thì trách nhiệm về tình trạng tiếp tục đổ máu sẽ nằm về phía họ. Tuyên bố trên được Tổng thống Putin đưa ra bên thềm hội nghị Bộ Ngoại giao Nga. Ông nhấn mạnh rằng các điều kiện của Moscow đưa ra rất đơn giản. Các điều kiện hòa đàm được nhà lãnh đạo Nga đưa ra cũng trái ngược hoàn toàn với kế hoạch hòa bình 10 điểm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Kế hoạch này cũng sẽ được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình cho Ukraine tại Thụy Sĩ. Hiện tại, Nga kiểm soát gần 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine trong năm thứ ba xung đột. Phía Ukraine cho rằng hòa bình chỉ có thể dựa trên việc rút hoàn toàn lực lượng Nga và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ. Trong khi đó, phía Ukraine đã bác bỏ các điều kiện do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra để bắt đầu thực hiện lệnh ngừng bắn và nối lại đàm phán hòa bình. Ông Mikhail Podolyak, trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết đề xuất hòa bình của Tổng thống Putin không thực tế. Ông Podolyak viết trên trang mạng xã hội X trước kia là Twitter rằng các điều kiện do Tổng thống Nga đưa ra cho thấy Moscow không muốn kết thúc xung đột. Trợ lý của Tổng thống Ukraine lưu ý thêm rằng đề xuất hòa bình của ông Putin chỉ tập trung vào việc Kiev phải từ bỏ chủ quyền với vùng lãnh thổ của mình, đồng thời không được đảm bảo an ninh vì phải từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Theo quan chức Ukraine, Nga chắc chắn sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động quân sự theo các hình thức mới nếu Kiev chấp nhận bất kỳ điều kiện nào của Moscow. RT dẫn tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Kiev bác bỏ các điều kiện hòa đàm do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng các đề nghị này giống tối hậu thư đối với Kiev. Tôi có thể nói gì? Những đề nghị này là tối hậu thư, không khác gì những tối hậu thư khác mà Điện Kremlin đã đưa ra trước đây, Tổng thống Zelensky nói với đài truyền hình Sky TG24 khi tham dự thượng đỉnh G7 ở miền nam Italia như vậy. Bộ Quốc phòng Đức đã phân bổ gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm hệ thống phòng không iris -T, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS và xe tăng Leopard 1. Bộ Quốc phòng Đức ngày 14 tháng 6 cho biết là một phần của gói viện trợ quân sự mới, Đức sẽ cung cấp cho Ukraine một số lượng lớn vũ khí bao gồm xe tăng, xe bọc thép chở quân, thiết bị kỹ thuật và hệ thống pháo binh. Theo báo cáo, Ukraine sẽ nhận được 3 hệ thống HIMARS, 20 xe chiến đấu bộ binh Marder và 10 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5, cũng như các xe bọc thép Burger Panzer II một chiếc, xe giả phá bom mìn Wissen 1 bốn chiếc, xe bọc thép Pioneer Panzer 2A1, đách, hai A1 Dutch 2 chiếc. Gói viện trợ quân sự mới cũng bao gồm một hệ thống phòng không tầm trung T. SLM, một hệ thống phòng không tầm ngắn Iriste SLS cùng 21.000 viên đạn cỡ 155mm Ngoài ra, gói này còn có súng trường tấn công đạn cho vũ khí hạng nhẹ và các thiết bị phụ trợ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho hay Đức không cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine vì đã cung cấp 3 hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine trong thời gian qua tức là chúng tôi đã cung cấp một phần tư năng lực của Đức cho nên chúng tôi không còn chỗ để cung cấp nhiều hơn. Các đối tác khác sẽ phải hỗ trợ. Ông Boris Pistorius nhấn mạnh thêm, hệ thống phòng không quan trọng hơn bao giờ hết. Và ông rất vui vì Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy đã cung cấp cho Ukraine nhiều tên lửa cho hệ thống Patriot trong thời gian ngắn. Hồi đầu tuần, Đức cho biết, nước này đã đào tạo binh sĩ Ukraine vận hành hệ thống Patriot và chuyển giao tên lửa cho hệ thống này. 32 tên lửa như vậy đã được Berlin chuyển giao gần đây và 68 tên lửa khác sẽ được giao trong những tuần tới. Đức là một trong những nước cung cấp viện trợ quân sự hàng đầu cho Ukraine. Kể từ khi Nga và Ukraine xảy ra xung đột, Berlin đã chuyển loạt vũ khí cho Kiev với giá trị ước tính lên đến 5,2 tỷ euro. Đan Mạch trở thành quốc gia NATO đầu tiên đầu tư sản xuất vũ khí tại Ukraine. Thông tin nêu trên đã được Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải trên tài khoản mạng xã hội X vào chiều 14 tháng 6. Hãng thông tấn nhà nước Ukraine, Ukraineform, Cùng ngày cho biết thêm, tại một cuộc họp được tổ chức trong khuôn khổ nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và người đồng cấp Đan Mạch Joels Lamposen đã ký một bản ghi nhớ về việc mua vũ khí và thiết bị từ các nhà sản xuất Ukraine. Theo ông Umerov, đây là một bước tiến lớn vì Đan Mạch đã trở thành quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đầu tiên đầu tư sản xuất vũ khí trên lãnh thổ Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói, điều này chứng tỏ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine sẵn sàng hợp tác ở cấp độ quốc tế và có thể đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất. Ukraine Form dẫn phát biểu của Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Shohi Boyev, nhấn mạnh tài liệu vừa ký kết rất quan trọng vì các bên đã thống nhất về thủ tục tài trợ, cho nên trong tương lai quá trình này sẽ diễn ra nhanh hơn. Theo ông Boyev, cơ chế này có thể được thực hiện như một phần của các thỏa thuận tương tự với các đối tác khác của Ukraine. Cuộc họp lần thứ 23 của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine được tổ chức tại Bruxelles cách đây ít hôm. Theo báo The Kyiv Independent, nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine còn được gọi là định dạng Ramstein do Mỹ lãnh đạo, bao gồm hơn 50 quốc gia, bao gồm tất cả 31 thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, hầu hết các quốc gia liên minh châu Âu, EU và các đồng minh từ châu Phi, châu Á cũng như Nam Mỹ. Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tập trung tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, thường xuyên nhóm họp để điều phối công tác viện trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến của nước này với Liên bang Nga. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Theo đánh giá của các chỉ huy và chuyên gia quân sự, chiến dịch ngăn chặn lực lượng hầu thi trên biển đỏ của Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã trở thành trận hải chiến căng thẳng nhất mà Hải quân Mỹ phải đối mặt kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Sứ mệnh của Hải quân Mỹ trong chiến dịch lần này là đảm bảo an toàn cho các tuyến đường thủy quốc tế, Trước sự tấn công của lực lượng Houthi, giờ đây được trang bị máy bay không người lái, tên lửa và các loại vũ khí nguy hiểm khác. Dẫn một thống kê của Bộ Quốc phòng Mỹ, Đài ABC News cho biết, kể từ tháng 11 năm 2023, Houthi đã hơn 50 lần tấn công tàu thuyền các loại. Khối lượng hàng hóa vận chuyển qua Biển Đỏ cũng đã giảm mạnh, dẫn đến nguồn cung ứng toàn cầu gặp gián đoạn. Houthi cho biết, mục đích tấn công các tàu hàng trên Biển Đỏ là nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine và kêu gọi giao tranh tại Gaza chấm dứt. Tuy nhiên, cho đến nay, giao tranh tại giải đất bị bao vây của người Palestine không có dấu hiệu dừng lại, cũng như xung đột ngày càng gia tăng khiến các thủy thủ Mỹ, đồng minh và tàu thương mại dự báo sẽ gặp nhiều rủi ro hơn. Dẫn lời chỉ huy Eric Bloomberg trên tàu khu trục USS Labun đang làm nhiệm vụ tại Biển Đỏ, hãng tin AP cho biết ngoại trừ tháng lễ ăn chay Ramadan, lực lượng hầu thi phóng tên lửa, máy bay không người lái vào Biển Đỏ Vịnh Aden và eo biển Bab el Mandeb gần như mỗi ngày. Từng giây từng phút, các thủy thủ trên tàu Labun phải theo dõi nhất cử nhất động của thi trên biển đỏ. Đại úy David Rowe, phụ trách giám sát các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, chia sẻ có những tàu đã phải làm việc đó liên tục hơn 7 tháng nay. Brian Clark, cựu thủy thủ tàu ngầm của Hải quân, giờ là thành viên cấp cao tại Viện Hudson, đánh giá đây là giao tranh kéo dài nhất mà Hải quân Mỹ từng đối đầu kể từ Thế chiến lần thứ hai sẽ đến lúc lực lượng hầu thi có thể thực hiện kiểu tấn công mà Mỹ không thể lúc nào cũng ngăn chặn mọi lúc. Sau đó sẽ bắt đầu có những thiệt hại đáng kể. Từ bài học trong những trận chiến trước đây, hải quân Mỹ biết rõ chiến đấu trên biển ở Trung Đông vẫn còn nhiều rủi ro. Năm 1987, một máy bay chiến đấu của Iraq đã bắn tên lửa tấn công tàu khu trục USS Stark đang tuần tra ở vịnh Ba Tư trong giao tranh Iran-Iraq, khiến 37 thủy thủ thiệt mạng và suýt đánh chìm tàu năm 2000, tàu USS Cole của Mỹ đang dừng tiếp nhiên liệu ở thành phố cảng Aden của Yemen cũng bị Ankara tấn công, khiến 17 người trên tàu thiệt mạng. Chuẩn đô đốc Mark Migus, chỉ huy nhóm tấn công tàu sân bay số 2, bao gồm tàu Eisenhower và các tàu hỗ trợ, cho biết mới đây Hải quân Mỹ đã hạ gục một số xuồng tự sát của Houthi. Rủi ro đối với lực lượng Mỹ không chỉ dừng lại ở ngoài biển, chiến dịch do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhắm vào các vị trí của Houthi bên trong Yemen bao gồm các trạm radar, bãi phóng, kho vũ khí và các cơ sở hậu cần. Đại úy Marvin Scott phụ trách giám sát máy bay của nhóm không quân cho biết các phi hành đoàn của tàu sân bay Eisenhower đã thả hơn 350 quả bom và bắn 50 tên lửa vào các mục tiêu trong chiến dịch. Trong khi đó, Houthi dường như đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ bằng hệ thống tên lửa đất đối không. Đại úy Scott đánh giá Houthi vẫn duy trì năng lực phòng không mặc dù đã bị chúng tôi làm suy giảm đáng kể, năng lực vẫn còn còn chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công của hầu thi. Bộ Tư lệnh Trung tâm Sencom, đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông cho biết hôm 14 tháng 6. Do tình trạng biển động mạnh, cầu tàu viện trợ sẽ được rút khỏi vị trí neo tại giải Gaza và kéo về thành phố Ashdod của Israel. An toàn của binh sĩ Mỹ là ưu tiên hàng đầu. Động thái di rời cầu tàu sẽ ngăn những hư hại cấu trúc do sóng lớn. Sencom khẳng định đây không phải quyết định dễ dàng, nhưng là bước đi cần thiết để bảo đảm cầu tàu có thể tiếp tục hoạt động trong tương lai. Cầu tàu sẽ tái triển khai nhanh chóng đến giải Gaza sau khi hết sóng lớn, cơ quan này cho hay. Thông báo được đưa ra một tuần sau khi Lầu Năm Góc thông báo cầu tàu trị giá 320 triệu đô la Mỹ được đưa trở lại giải Gaza sau gần 2 tuần sửa chữa vì bị sóng lớn đánh vỡ. Theo Sencom, cầu tàu đã hỗ trợ tiếp nhận hơn 3.500 tấn hàng hóa cho giải Gaza và phân phát đến nhà kho của Liên Hợp Quốc tại khu vực kể từ ngày 17 tháng 5. Trong đó, hơn 2.500 tấn được vận chuyển trong tuần qua. Lầu Năm Góc ban đầu ước tính, cầu tàu có thể vận chuyển 150 xe tải chở hàng cứu trợ mỗi ngày khi hoạt động hết công suất, nhưng chưa từng đạt con số này trong suốt thời gian vận hành. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden từng khẳng định, cầu tàu không phải giải pháp toàn diện cho tình hình nhân đạo ở giải Gaza, mà chỉ là phương án mang tính tình thế. Trước khi xung đột bùng phát hồi tháng 10 năm 2023, mỗi ngày giải Gaza có thể tiếp nhận trung bình 500 xe tải cứu trợ. Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, USAID, ước tính cần duy trì 600 xe tải vào giải Gaza mỗi ngày để giảm bớt gánh nặng lương thực, ngăn những cộng đồng ở đây rơi vào nạn đói. Tuy nhiên, ở phía Bắc giải Gaza, nơi nạn đói ngày càng lan rộng, người dân Palestine đang đối mặt với tình trạng thiếu rau củ, trái cây và thịt cá trầm trọng. Điều này có nghĩa là người dân ở giải Gaza hiện nay chỉ đang sống sót nhờ vào bánh mì. Các quan chức chính quyền Palestine và nhân viên viện trợ quốc tế cho biết cuối tháng 5 vừa qua, quân đội Israel đã dỡ bỏ lệnh cấm bán thực phẩm tươi sống cho Gaza từ Israel vào bờ Tây. Kể từ sau cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, đây là lần đầu tiên hàng hóa sản xuất bên trong Israel hoặc bờ Tây được phép đưa vào Gaza. Tuy nhiên, trong các bài đăng trên mạng xã hội người dân Gaza cho biết các thương nhân đang lợi dụng nhu cầu cao ở Gaza để mua hàng hóa ở Israel và bờ Tây rồi bán với giá trên trời. Dòng viện trợ của Liên Hợp Quốc tại vùng lãnh thổ bị tàn phá của Palestine đã bị gián đoạn nghiêm trọng kể từ khi Israel triển khai các hoạt động quân sự tại thành phố Rafah ở phía nam Gaza. Đây là cửa ngõ quan trọng dẫn vào giải đất này từ Ai Cập. Israel đang đứng trước sức ép ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế, kêu gọi so dịu cuộc khủng hoảng ở Gaza trong bối cảnh nạn đói. Israel khẳng định nước này không giới hạn nguồn cung cấp nhân đạo cho dân thường ở Gaza, đồng thời chỉ trích Liên Hợp Quốc chỉ hoãn hoạt động viện trợ. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm Nóng Thế Giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!